Không có mắc mớ gì, ta hát hay không cần hát hay sao. Nhưng mà bên đây người ta kiếm chồng không có sức được hát hay hơn người ta. Mắc mớ gì, kiếm chồng là kiếm chồng, hát hay là hát hay, hai cái khác nhau. Hát hay là người ta. Tôi khó chịu này, cô ế là vậy đó. Ok người ta. Ủa anh lấy vợ là anh này lấy vợ. Tôi không biết làm sao là tôi không gả ông em đây cho bên đó. Ông làm như tôi chịu gả vậy trời, mở màn lên cho hai người ta quyết định. Khó chịu. Chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Kiều Hồng Vàng. Wow, cái tên thật là ấn tượng và đặc biệt phải không các bạn? Vàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ em năm nay 23 tuổi, em làm tóc. À mình đi làm cho người ta hay là mình kinh doanh? Dạ em làm cho sư phụ của em. Rồi. Em ơi cho anh hỏi lại, hồng vàng hay là hồng vàng? Dạ màu hồng vàng. Hồng hay màu vàng. Hồng mà màu vàng nữa, tức là hai màu đúng không em? Rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai. Xin mời. Bên đây hồng hồng vàng, bên đây không biết màu gì đây. Chào bạn. Rồi mời bạn ơi. Bạn tên gì? Em tên là Tuấn, 32 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ công việc của em là bên nhân viên cây xanh. Cụ thể là em đi chăm sóc cây xanh, tưới nước rồi cắt tỉa. Hay à, cái nghề này hay đó nha. Dạ. Vàng ơi, trời chị kêu Vàng ơi, chị thấy năm nay chắc chị giàu quá Vàng ơi. Trước giờ em đã có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình mà hồi đó còn em đi còn đi học lớp 12. Cũng có mấy tháng rồi chị, tại chị đi tập thể dục rồi hai đứa nói chuyện qua lại cái quen nhau, có bố em biết luôn. À. Sau đó em đi lên thành phố rồi do không hợp nên xa địa lý á chị. Với lại không thích nữa nên từ xưa giờ là một mối tình đó thôi đó hả? Còn mình đi, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em thì được hai mối tình. À. Cái mối tình đầu tiên của em là nó học trò thôi anh. Học đi học xong yêu nhau đúng không? Dạ. Em muốn nói tới mối tình gần đây của em á, là mối tình ở qua mạng. Qua mạng ha? Dạ. Lâu không? Mối tình đó lâu không? À, mối tình đó thì xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng thôi. Ủa em, mình chat với nhau, mình yêu nhau trên mạng luôn hả? Mình chat nhau chỉ là cái phương tiện để mà mình gặp gỡ và tìm hiểu thôi. Rồi sau đó thì em và cô ấy nói chuyện với nhau và cảm thấy có nhiều điều giống như cái người mình mà đang chờ đợi vậy đó. Nó cảm giác rất là mạnh. Bây giờ bạn có thể tả một chút xíu cụ thể khi mới gặp nhau ở ngoài thì hai người như thế nào? Em nhớ như in trong đầu của em là lần đó là em và cô ấy hẹn nhau. Hôm đó nó có giống như ông trời, ổng có một cái sự sắp xếp sẵn vậy đó. Thì bữa đó em chưa đi đến điểm hẹn thì trời đã lất phất mưa. Thì lúc đó thì cô ấy đến đón em ở trong một cái trang phục rất là bình thường. Mà em nhìn cô ấy em cảm thấy là cô ấy chính là người mà em yêu, em chờ đợi. Cô ấy cảm thấy là ướt hết người đó. Em sao em làm gì để cô ấy khô? Em chỉ nói rằng là anh nhìn em như vậy anh cảm thấy, anh thấy thương em quá. Rồi như vậy là khô rồi đó. Rồi cô ấy nói sao? Cô ấy cổ chỉ cười, cười rất là tươi với em. Rồi cuối cùng là tình yêu đẹp vậy, tại sao là phải chia tay? Lý do nào mà mình chia tay? Em cũng đã đưa cô ấy về nhà để ra mắt gia đình. Nhưng mà rất là chỗ là gia đình cô ấy giống như là phải môn đăng mà hổ đói đó anh. Cái điều kiện em thì không bằng gia đình cô ấy. Gia đình cô ấy cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Đến cuối cùng thì cô ấy nói là phải chịu ý cho cha cô ấy. Tức là nghe lời gia đình cô ấy. Dạ, vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn rồi. Thế còn Vàng, từ xưa giờ bạn có quen ai ở trên mạng chưa? Dạ cũng chat mà làm bạn à, chứ em không có tin vào tình yêu trên mạng. Tại sao lại không tin? Mạng ảo lắm chị. Ảo gì, bên em tao yêu thiệt mà đâu ảo gì đâu. Đó, bên đó người trời ơi, chắc 500 chắc được có 10 à. Biết đâu mình nằm trong số 10 đó thì sao? Em không có may mắn vậy. Thực tế thì Vàng muốn cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Hài hước. Hài hước. Em không quan trọng chiều cao hay là ngoại hình. Em quan trọng nhất là có trái tim, tâm hồn. Nói chung là thân thiện với mọi người, thương mọi người. Không có xạo. Không có xạo, biết rồi, hồi nãy giờ là không thích trên bàn. Bên đây không hề xạo một xíu nào hết á. Bạn trai không có để tóc dài được. Em không thích tóc dài. Em không thích đi mà kéo dép lê, em không thích. Đi kéo dép có gì đâu mà anh tức quá. Sao kéo thử ta đi dép ta kéo có gì đâu mà phải không thích. Nghe chói tai. Không có lịch sự gì hết trơn á. Rồi sao, mắc mớ gì tóc dài không thích? Em thích cắt gọn gàng lên. Nhìn tại sao em để tóc dài được mà em bắt bạn trai em không để tóc dài? Nhìn nam tính. Nam tính. Trời ơi, vậy tiêu chuẩn người yêu của em như thế nào? Nếu giả sử đừng là người yêu em thì em sẽ, nếu cô ấy làm những gì mà cô ấy cảm thấy thích và điều đó là tốt cho cô ấy, em sẵn sàng để cho cô ấy làm. Em hỗ trợ, em ủng hộ hết mình. Chắc không? Dạ chắc. Rồi giờ cái điểm nào mà bạn không thích ở người bạn gái của mình? Ví dụ như là nói nhiều quá một cái vấn đề gì đó. Em có nói nhiều không? Em nói cực kỳ nhiều. Chết là xong rồi.
Trời ơi, tóc gì mà để dài dữ vậy ông? Thiệt hả chị? Gọn gàng chứ. Trời ơi, tôi nói chơi mà có thiệt vậy đó hả? Quay mặt qua đây coi coi làm gì mà quay quay bên kia vậy? Xích qua đây, quay cái ghế qua. Dạ. Đó. Vậy thấy em sao ạ? Quá đẹp trai luôn. Cảm ơn chị. Chị đẹp gái. Trời ơi. Bởi tôi nói đời cho đi là sẽ được nhận lại mà. Nhưng mà về cắt tóc rồi lên gọn gàng nha không? Dạ, cái này chắc là để không còn tóc luôn á chị. Rồi giờ bạn đứng lên coi. Bạn đi thử vòng tôi coi coi. Dở dép lên. Trời ơi đó. Để nghe anh kia không? Đi mà lết lết là cô chia tay. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Bữa nay mình đi tới mình đi cô gái thì sao không mang giày mang dép vậy? Dạ. Không, phải em... vậy gần gũi hơn. Không phải, em sợ thường thường cái người mà thích mang dép vậy là đi là mang khi nào dép nó cũng lê dọc đường nè. Em nghĩ rằng là đàn ông thì cũng không nên đi lê dép, nếu mà em thấy anh lê em sẽ chỉnh. Hồi nãy tôi mới chỉnh chứ không thôi là lê rồi. Thấy là không được, là vừa tóc dài mà vừa đi dép lê nữa là thiếu rồi. Mai là khó chịu lắm. Gái tôi hỏi là bạn có đam mê âm nhạc không? Em thích nghe nhạc. Em hát cực kỳ dở. Nhưng mà em thích hát. Vậy hả? Ôi thích hát, hát thử một câu, hát thử một câu. Trời tôi thích nghe mấy người nào mà hát dở là thích hát lắm. Cái đó là nhược điểm của em đó chị. Hay mà hát là chuyện bình thường. Hát đi em, hát đi em. Nhược điểm của em là nửa đêm em hay dậy em hát lắm. Trời ơi. Rồi bây giờ em cứ coi như đây là nửa đêm đi. Mà em hát phải minh họa. Rồi em minh họa đi. Vậy mời em. Kỳ vô vị, 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 kỳ vô vị. Thôi không phải hát rồi. Thôi thôi thôi. Dở quá không anh. Ủa cái kỳ vô mỹ, kỳ vô mỹ là ý nghĩa gì? Cái bài đó em không biết tiếng gì nữa mà em thấy nó hài hài. Em thích hài hước mà. Đi hài nãy giờ ai cũng cười chưa á. Em Nam thấy sao cưng? Em cũng rất là thích hát. Bây giờ em đáp trả lại bạn gái một tí đi rồi em cũng... Dạ, em thích bạn trai thích hát không bạn gái? Dạ cũng được, nhưng mà không được hát hay nghe. Trời đất ơi. Tại vì hát hay nghe em dìm hàng em sao? Không, chị nghĩ không ai dìm nổi em. Em hát hay cũng hát thử coi. Hát thử cho bạn gái nghe coi. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rèm ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Được à? Được ạ. Được. Thôi rồi rồi, thôi rồi. Chết em rồi. Chết rồi, chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Em rồi. Em như cô gái mà như vậy là chết rồi. Nghe người ta nói gì không? Không có thích cái người hát hay hơn. Em hát, em có hát hay em phải cố tình em hát dở chứ còn em hát hay kiểu đó là tiêu rồi. Không có mắc mớ gì ta hát hay không cho ta hát hết trơn á. Nhưng mà bên đây người ta kiếm chồng không có thích được hát hay hơn người ta. Mắc mớ gì kiếm chồng là kiếm chồng, hát hay là hát hay, hai cái hát khác hay nhau. Hay dìm hàng người ta. Cô nó khó chịu là cô ế là vậy đó. Ok người ta. Ủa anh lấy vợ hay là anh này lấy vợ? Tôi không biết sao là tôi không gả ông em đây cho bên đó. Ông làm như tôi chịu gả vậy trời, mở màn lên cho hai người ta quyết định. Khó chịu. Hát gì đâu. Rồi mở màn lên. Thì hát hay. Sao bây giờ bạn bên đó hát hay hơn mình rồi, em thấy thì sao? Trời ơi, hát hay là em không chịu rồi đó. Anh nói với em kiếm mà có ai mà hát dở nghe em anh cùi vậy nè. Nhưng mà hát hay chỗ nào cũng được anh. Trước mặt em không được hát hay. Người ta hát dở nhưng mà người ta có độc chiêu. Anh làm được không? Nói chơi vô mà chơi nha, em có duyên lắm á. Hát lại lần nữa anh coi. Thôi ơi, nó hát. Thôi đừng có nhìn hàng người ta, xây mặt lại đi. Có 2 phút, bắt đầu. À, anh thấy em có giống như trong hình tượng anh muốn tìm không? Em thể hiện nhiều cái khác lắm, nhưng mà có một điều anh nghĩ rằng là em là người cũng có thống tình cảm, thì biết quan tâm người khác, đó là những điểm mà anh thấy rất là hợp. Và cái điểm đó là điểm trọng tâm của anh đó. Vậy hả? Ừ. Ôi trời, anh đi rồi. Càng ngày anh thấy em càng có duyên lắm á nha. Định bao lâu kết hôn? Thì nếu mà thấy rằng là đúng là người đó là người mẫu của mình, mà người ta cũng hiểu mình, ta đồng cảm, mình cũng đồng cảm người ta, thì sang năm là em bắt đầu tiến hành kết hôn. Chịu có một năm nữa hả? Một năm hơi nhanh. Thì không, anh nói là khái của anh, nhưng mà anh đã tôn trọng em. Anh tôn trọng bạn gái của anh thì anh cũng phải xem cái hoàn cảnh của gái nữa, điều kiện của gái nữa. Nên muốn mấy đứa con? Dạ, 2 thôi chị à. 2 thôi hả? Dạ. Chịu không em? 2 được không? Dạ, 2 cũng được. Chứ vậy
chứ xin nhiều quá tiền đâu nói. Nhưng mà anh cũng lo cho em á, nếu mà em xin nhiều quá thì về vấn đề của em nó ấy, anh cũng quan tâm cho em. Cái vấn đề của em nó ấy là gì? Vấn đề gì? Ví dụ như là cái nhan sắc của em, hay là rồi những cái mặt khác của em khi mà em tiếp xúc với bạn bè bị bận biểu thời gian cuốn vô gia đình nhiều quá. Nhan sắc làm sao, nhan sắc là vậy sao? Em thấy rằng là nhan sắc của ấy rất là đẹp, đẹp trong mắt của em. Anh thấy em mà đó, em đâu khác quá người luôn, quá khác người bất thường. Anh thì không hãy để tâm cái vấn đề đó. Hỏi em có phát hiện ra một cái điều gì đáng nhớ cô gái này không? Có lẽ nhiều khi nhìn có em khóc quá em nhớ. Khóc quá, khóc quá. Anh thấy cái nụ cười này rất là khó quên nha, đang cười lại. Đó, đừng có hoàn thiện. Đi ra 1, 2, 3 cười nè. Hết cười rồi đó. Đấy, nụ cười rất là có duyên ha. Dạ, dạ đúng. Rất là đáng nhớ. Anh nói em mới để ý em là thấy vậy. Trời, đi tìm người yêu mà không nhớ gì hết á. Để em cười trước mặt ảnh luôn mà ảnh không để ý. Có khi ra khỏi cái chỗ này rồi anh mới chấn tĩnh lại, anh mới nhớ được. Dạ, sao vậy? Dạ, em làm anh gì mà anh không chấn tĩnh nổi? Đôi khúc lúc có những cái mà mình không thể giải thích được em à. Nhiều khi cái điểm độc lạ của người phụ nữ của mình tiếp cận á, nó làm cho mình bị cảm giác như là nó ba hồn hay nó bay bổng. Ba hồn bay bổng hả? Bớ ba hồn chính nhí phải tập hợp vậy đây. Rồi thôi. Hết thời gian rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Đây. Dạ, nút là của em đâu anh Quỳnh Linh? Đây cái nút nè. Nút. Em muốn lờ vô nút nào tùy em. Trời kiếm nút đi. Cho thử em kiếm nút. Đúng rồi em. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ cảm giác của anh thấy thế nào? Em lại cảm thấy gần cô ấy hơn nữa hả? Em rung nữa. Đúng rồi, giờ đang đứng gần nè. Dạ. Sao rung trời. Anh nói tay em nhé. Nhìn thẳng với mắt cười, nhìn hai người nhìn thẳng với mắt nhau coi. Nhìn nhau cười, 1, 2, 3 cười. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình ha. Dạ. Rồi, mời hai bạn xuống dưới đợi một tí xíu. Anh dễ dãi lá thích là chiều, ai chiều anh chết rồi em. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ cảm nhận thế nào về những mối tình ảo thông qua mạng internet. Và bây giờ chúng ta xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Ừ, chào bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào chào các bạn khán giả dưới. Em tên là gì? Hôm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thảo. Thảo? Dạ, năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? 40 mấy hay là 20 mấy? Trời ơi, 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khen em nó hơi lố đó. Có nhiều người khen em cũng trẻ, khoảng 22 thì có, chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Mà hiện giờ Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ, em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị, mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Vậy em sợ anh lộn qua Vàng Bạc Phú Nhuận nên em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp cái anh Quyền Linh là em thua rồi. Dạ. Linh cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn Nam lên đi anh. Lên trước nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa ha. Nhớ đi nha. Rồi, chúc mừng bạn trai. Có tôi đây. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cùng quý vị khán giả, lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Hơi bị khớp đúng không? Dạ, hơi bị rung. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái quá. À, tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ, em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện, gọi tắt là đun dây điện. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế. Ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế, mình xây dựng tình thế, mình khống chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi, chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng có chặt chém MC nha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ chị em anh nói... ơi, em nghe anh nói nguyên một cái câu đó, em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mua tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em, anh dễ dãi lá thích là chiều, ai chiều anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là em thấy em rung lại bẫy rồi. Vậy á hả? Dạ.
Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặng em ơi. Ông ấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi, anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn. Em nghĩ chắc nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm. Tay chân quý quá trời ngồi nè. Nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô là làm thơ mà. Hồi đó vậy bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là... Một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Là tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn đó cũng dễ thương lắm nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá. Thẳng tính là sai, giả nai người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Bạn Thảo hôm nay bạn đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không? Dạ có, đồng nghiệp với lại bạn. Đồng nghiệp của bạn đâu? Dạ ngồi bên dãy bên kia. Chào các bạn. Dạ. Ủa cái Thảo ơi, hốt đi là hốt cái gì vậy bạn? Dạ có cái gì hốt được hốt hết chị. Nhưng mà bạn thấy bạn trai như thế nào? Cảm nhận của em á, ảnh rất là hài hước. Chị em thì cũng rất là hài hước. Như anh chị thấy là 1 9 1 10. Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười, không có buồn đâu. Rồi cảm ơn bạn. Qua tôi coi mới được, chết rồi. Trời ơi. Chào. Sao mà cái mặt cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe hừ là một cái anh chàng là cái như là nó lớn tên lớn ca lớn cất mà sao cuối cùng là thấy bảnh không chị? Bảnh. Có bảnh. Ngước mặt lên tao nhìn cái gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mới cỡ chị. Chắc chết. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mới cỡ. Nữa thôi thì tập trung bên đây đi đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá. Em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua, sư phụ. Trời ơi, đứng đó ổng đẹp, hôn thiệt nữa mệt nữa. Nghe không Tư? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo màn lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một. Giống LCD chứ mình. Chết. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không? Đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Ăn hàng, rồi đi tắm. Đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là thư sinh nhưng đừng có da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Quyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh. Gần giống đó, dạ. Trời ơi. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu. Là sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền. Còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát ra luôn rồi. Vậy là anh Quyền Linh là cười hiền á hả? Anh Quyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Sao xa vậy ông thấy? Xin lỗi anh. Anh làm em run quá em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Phải hai không? Người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi cho hai bên lên. Nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha. Bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm. Ha. Anh này cũng giống giống Quyền Linh, đẹp trai Quyền Linh. Chào em. Sao nhìn anh? Dạ. Nhìn người này. Dạ em chào anh, sao mới nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Búp. Trời ơi. Anh nói một câu sao kia em cũng muốn ha. Bị ngọng rồi. Tại anh khen em kiểu đó em ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi, phải trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha. Nhà cục cưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À. Nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lần? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không?
em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, là nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi, anh không sao. Nãy giờ anh hỏi rồi, để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. Chắc đúng là cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy? Anh có người thân đi theo, thằng anh đi. Dạ, chào chú ạ. Chú là gì? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó, chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nha em. Cái lộn like cho anh được. Anh câu like của em rồi anh có like cho em không? Có, anh like 1000 like cho em luôn á. Trời hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1, 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha từ bé. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa, vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Dạ. Cao kia lo đi. Dạ. Mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe các coi nào. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào bạn Nam ạ. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Nghệ danh Băng Băng hả? Nghệ danh Băng Băng tức là trời, mình đã có đi biểu diễn chưa mà mình có nghệ danh? Dạ, nghệ danh này là từ nhỏ của em tới lớn rồi. À, tức là tên ở nhà hay là sao? Bạn bè biết qua từ lúc đi học từ năm lớp 6. À vậy hả? Rồi thôi, sơ sơ là vậy đó, giờ tới nhà trai đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp à. Em đang sống ở Sài Gòn và em sinh năm ngày 5 tháng 4, 95. Hiện tại thì hơi run. Hơi run quá. Hiện tại thì hơi run hả? Gái ta mạnh dạn à, ra thoải mái lên. Hiện tại đang làm gì đây? Dạ, hiện tại thì em đang phụ giúp gia đình nè. Phụ gia đình cụ thể là làm gì? Dạ là em đang phụ, giống như em đang phụ ba mẹ làm, kiểu mình làm các công việc của ba mẹ, mình phụ giúp và mình làm công việc của ba mẹ. Thì ba mẹ làm là đang làm công việc cơ khí. À cơ khí, rồi. Hôm nay mình đội nón cho nó xì tai chút hay sao? Dạ không phải, hiện tại em đội nón là do có một chút xíu vấn đề riêng của em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em có bị một chút xíu tai nạn nhỏ thì hiện tại là em cần phải đội nón. À rồi. Dạ. À, đồ nó cũng ngầu ha. Hiệp làm cơ khí quê đâu? Dạ quê con ở Long An. Long An, làm tại Long An luôn? Dạ hiện tại là nơi đây đang làm, nhưng mà dạng như là ở Sài Gòn á, và Long An kiểu như có xưởng ở dưới. À tức là xưởng ở đó nhưng mà mình có thể gọi là cung cấp bất kỳ nơi đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Long An là ở huyện nào? Dạ Long An ở xã Hòa Khánh Nam. Xã Hòa Khánh Nam ở huyện nào? Trời đất, ở huyện nó quên luôn. Không nhớ luôn hả? Cần Giờ, ý Cần Đước, Cần Duộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân An. Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi. Đức Hòa. Phải không ta? Đức Hòa. Phải Đức Hòa, Đức Huệ không ta? Hả? Dạ. Thôi. Hả? Cái Đức Hòa quê và mối kìa. Dạ đúng rồi. Dạ em, từ từ để em rồi, em quên chữ luôn. Nhớ luôn kìa. Thôi ráng nhớ đi, chút nữa thí dụ mà Đức Hòa thì chị qua lần nữa. Ủa sao vậy chị? Quê ông nội chị ở Đức Hòa. À dạ. Ừ. Chị chắc em nghĩ Đức Hòa quá. Trời dễ thương. Mối, biết cách nói giữ mối kìa. Biết cách giữ mối chứ sao. Thôi bây giờ mình về để mà mình nghe bên nhà gái của mình nè. Ok. Bây giờ là coi như là có vấn đề ở trên mái tóc ha. Dạ. Đội cho nó ấy. Thật ra cái này chắc mọi người cũng hiểu vì lý do sức khỏe nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của nhà gái sao nè?
Về điểm mạnh của em thì chắc là nấu ăn, biết may đồ. Và đợt trước thì em có biết chơi bóng chuyền, nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay, nên là em đã nghỉ chơi bóng rồi. Mình gãy tay trong cái quá trình chơi bóng luôn hay sao? Dạ không, mà em bị tai nạn, đi chạy xe tai nạn. Trời, dân bóng chuyền là phải cao dữ lắm á. Mà anh này thấy không có được cao lắm như dân bóng chuyền ha. Hồi đó chị cũng là chơi bóng chuyền. Dạ. Mà chị chơi được có 1 năm rồi cái chị không chơi nữa. Tại chị mệt á. Năm đó bóng chuyền đang suy thoái đó. Dạ không có chơi trong trường á chú. Lộn kêu bằng anh mà cứ chú hoài. Rồi bây giờ là anh chú gì quan trọng đâu mà. Cái đó là điểm điểm mạnh. Rồi còn điểm yếu của mình. Điểm yếu của em là hơi nhút nhát trước đám đông. Lại em sợ người khác bất lòng. À vậy hả? Chị thấy ở bên kia là nhút nhát hơn em luôn á, cho nên là em đừng lo, tự tin lên. Chắc là do em học ngành diễn viên á, nên là giờ nó đỡ hơn một xíu. Nhà trai sao? Điểm mạnh điểm yếu sao nè? Dạ, thì điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người. Gia đình hay mọi người xung quanh em cũng biết, rất là biết chăm sóc và biết thể hiện cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Vậy là tốt rồi. Dạ. Nhưng mà nhút nhát vậy sao làm trò vui cho người khác được? Dạ, ông ở nhà em khác. Ở nhà, nhà khác với bạn không? Bè khác lắm à. À, ra ngoài đường thì mình hơi nhút nhát, nhưng về nhà cũng nhút nhát đúng không? Dạ, không, ở ngoài đường chị ở đây hơn. Có tật xấu gì không? Dạ thì tật xấu của em thì hay quên. Dạ em bị hay quên với lại hơi hậu đậu một chút xíu. Kiểu mẹ dặn làm đó cái hay quên, cái em quên cái không làm luôn. Kiểu có vậy. Khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn? Dạ, bỏ có. Mẹ chợ luôn không? Có. Có không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ, coi điện mày đáng đâu vậy? Con nói, ủa con ở nhà nữa, mẹ đâu à? Mày đi chở đi đâu mày hỏi tao? Bắt tay một cái. Dạ. Ừ, tại vì chị cũng đã từng quên bà vú của chị ở chợ một lần rồi. Chở bà vú đi chợ xong rồi cái te đi về rồi cái nằm võng đu đưa rồi bà vú hỏi ủa con đang đâu, con đang nằm nhà nè, rồi con nhớ con quên gì không, con đâu quên gì đâu, cái bà vú bà kêu chứ mày quên tao ở chợ chứ ở đâu đó. Một cái vụ án mà chấn động luôn á. Quên bà vú ba lớn mà còn biết đường đi về, đừng có chở con đi đâu mà quên con nha. Tội nghiệp nhỏ nha. Con sợ lắm cho nên lúc nào đi ra đường với con của con là cũng có nhiều người đi theo. Phải buộc đứa nhỏ vô có cái đồ buộc sau lưng rồi nè. Sao nói là mình hay làm cho người khác cười lắm hả? Dạ đúng rồi, tại con em thích như vậy. Bây giờ một chút nữa cái mình mở rào ra mình làm cho bên kia cười đi, chứ thấy bên kia nãy giờ hơi rung rung, hơi nhát nhát á. Em thấy em rung hơn bạn đó nữa. Rung. Rồi sao làm cho người ta cười cả ông này? Em sẽ cố gắng. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia mình hỏi cái tình trường của bạn bên kia như thế nào nha. Sao? Bây giờ mình chia sẻ về cái tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình 1 thì được 1 năm. Thì nói chung là hai người cũng có xảy ra nhiều xích mích với nhau. Tại do là em muốn bạn tốt hơn, về ví dụ bạn bỏ hút thuốc. Với lại bạn cũng hồi đó là em quen năm 17 tuổi và bạn cũng hay đến nhau nữa, nên là em muốn bạn tốt hơn, nhưng mà càng về sau thì bạn lại không làm lại những cái điều đó và là xích mích nhiều, nên là em đã chọn quyết định là cho mỗi người một lối đi riêng. Nói chung là cái mối tình cũng còn trẻ cho nên là hai bạn không ai chịu nhường ai hết, là vậy thôi hả? Có nhiêu đó thôi hả? 3 mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc lắm. Dạ còn đúng Hiệp, rồi. Hiệp mấy mối tình Hiệp? Dạ em thì cũng 3 mối tình. Cũng 3 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là mấy năm Hiệp? Dạ 3 năm. 3 năm. Nhưng cái mối đó sao chia tay? Bạn đó không trân trọng và tôn trọng em. Không trân trọng và không tôn trọng luôn. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà mình có tôn trọng với trân trọng người ta không? Dạ có. Lúc nào em cũng là người xuống nước và xin lỗi trước hết, không cần biết là lý do gì. Vậy đó hả? Dạ. Rồi thuyết phục không được. Dạ không phải là cái không, em kiểu bằng đó không thay đổi, em bảo bằng đó thay đổi sửa đi, tại em cũng vì bằng đó em thay đổi, mà tại sao bằng đó không thay đổi vì em? Rồi không cùng cái quan điểm mà ha. Dạ. Rồi bây giờ thì Hiệp muốn người tình của mình như thế nào? Dạ em muốn bạn đó là thích, cũng giống như em này, thích cười vui vẻ, cũng hòa đồng, đơn giản vậy đó hả? Dạ, với lại kiểu
Tại nói thì nói vậy nhưng mà khi mình tiếp xúc nhau mình mới biết được những cái điểm mạnh điểm yếu của nhau như thế nào thôi. Có một cái hình mẫu lý tưởng nào không Hiệp? Dạ không ạ. Em quan trọng ở con tim và cảm xúc mình hơn. Cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ. Xấu đẹp gì cũng được đúng không? Nếu mà nói xấu đẹp thì cũng phải ưa nhìn một chút chị ạ. Trời ơi, bên đây lo, là con gái không ai xấu đâu. Bên đây nhìn một cái là ưa liền luôn á. Ưa không? Ưa lắm, ưa bây giờ luôn. Tiêu chí bên đó sao nè, coi nó giống nhà trai không nè. Dạ thì về ngoại hình thì bạn phải cao hơn em. Còn về tính cách thì bạn phải trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Cái này thì chắc là có, chị nghĩ là có. Tại vì bên đó đã trải qua mối tình 3 năm và cũng đã chịu đựng, cũng đã lắng nghe, cũng đã xuống nước rất là nhiều rồi đó. Cho nên là chắc có kinh nghiệm rồi. Nhưng Hiệp trưởng thành chưa? Dạ thì... Tự đánh giá mình xem mình trưởng thành chưa? Thực ra là em, bản thân em nếu mà bảo là trưởng thành thì cũng không trưởng thành. Mà bảo là con nít cũng không gọi là con nít. Em kiểu là mình theo tình huống, tại đôi lúc á mình trưởng thành những việc cần thiết, còn những lúc mình phải con nít thì cái gia đình, cái không khí lúc nào nó mới vui nhộn được. Giả bộ nhõng nhẽo cho nó vui đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mẫu hình, có mẫu hình nào mà bên đó hướng tới không em gái? Tức là cao, thấp, lùng hay là người ta nói giống là ai không? Người ta thích người cao hơn rồi. Nhưng mà có mẫu hình nào lý tưởng không? Tức là một cái người nào đó giống ai, tức là em tưởng tượng em muốn có một người bạn trai giống ai, giống Lee Min Ho hay là giống chú Quyền Linh hay là giống ai? Dạ thì giống Trấn Thành ạ, tại vì em hâm mộ chú. Giống ai? Trấn Thành. Trấn Thành hả? Dạ. Giống Trấn Thành. Trấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Trấn Thành đúng không? Đây giống á. Đây cũng Trấn Hiệp à. Không giỡn đâu. Để tôi qua tôi coi nhà gái sao. Trời ơi. Xin rồi nha. Dễ thương, đã xinh nói rồi, nhìn cái là ưa liền. Đúng rồi. Nè. Phái vui đúng không? Dạ. Phái chân thành là phái vui đúng không? Dạ đúng rồi. Vui vui nhà vui cửa đúng không? Rồi nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ keo kiệt ạ. Keo kiệt. Hiệp có keo kiệt không Hiệp? Dạ không anh ơi. Không có. Ghét gì nữa? Có ghét bị kiểm soát không? Dạ có. Có. Ghen, có ghét ghen không? Dạ có luôn. Có ghen không? Em đúng chuyện, đúng lúc, đúng chỗ, không nghe vậy. Vậy chứ nhà gái có ghen không mà ghét nhà trai ghen? Dạ, em thì cũng bình thường, kìa đúng lúc, đúng chỗ như bạn Nam vậy. Rồi, vậy hai đứa đúng lúc, đúng chỗ mới ghen. Mà đúng lúc, đúng chỗ là hoài luôn là mệt lắm nha. Đấy, được rồi. Tiêu chí hai bên nghe hết rồi nha. Bây giờ mình hỏi người thân coi làm sao rồi cái mình cho gặp mặt thôi. Đó. Em đi với ai? Dạ em đi một mình thôi ạ. À vậy hả? Dịch bệnh này nên đi mình ha, lẻ lẻ vậy đó. Dạ em cũng đi một mình luôn. Một mình yên tâm, có ông Mai bà mối rồi. Khỏi lo, bây giờ hai đứa gặp nhau đi ha. Coi nói chuyện coi hợp tính tình sao rồi tụi tôi tính cho. Đúng. Mở rào. Thoải mái lên nào Hiệp. Nào. Nhà gái thông cảm nha, nhà trai có bệnh là nó đổ nó ấm đầu. Dạ em có muốn, anh có muốn quà tặng em không? Dạ em cảm ơn. Đứng đó Hiệp, đứng kế bên. Dạ em cũng có món quà tặng anh là này là sinh nhân hai mặt anh hùng. À, em mong anh là cũng sẽ mạnh mẽ như nó để bảo vệ người mình thương. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. À, anh đứng đó kia. Mở món quà tặng em gái cái gì đó. Em cứ mở thử đi. Là một cái móc khóa thôi. Em có nhìn như vậy em có biết ý nghĩa của món quà anh muốn tặng như thế nào? Thực ra không. Thì bản thân anh là tặng đồ hay quà đều có ý nghĩa hết. Thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm đó lại chỉ giữ riêng và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi ngồi xuống đây, hai đứa ngồi xuống đây. Đó hai đứa trò chuyện với nhau đi. Không biết cảm nhận của em về anh như thế nào?
Thì em khá thích cái giọng nói của anh, nghe rất ấm. Anh cảm ơn. Dạ. Còn gì nữa không? Em có thể nói anh nghe thêm được không? Phải anh cũng được. Thấy body anh sao? Em không biết. Nó có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng 80%. Chết rồi. Bị đứng hình nè chú Quyền Linh. Đứng hình hả? Rồi, còn, kêu còn chú Quyền Linh giúp. Rồi đó, bây giờ nè. Bây giờ hỏi coi bây giờ sở thích của em gái gì? Em mong muốn người chồng tương lai của em phải làm gì? Hỏi đi. Dạ không biết anh, không biết em cái sở thích của em nó như thế nào, xem mình cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều hay không. Anh thích chơi game không? Có. Dạ, em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau gì chơi game rồi biết. anh chơi thường xuyên, anh cũng hay chơi với bạn bè đó. Dạ. Nếu mà tại vì cái ngành của em là theo đuổi là ngành diễn viên á, thì em sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, trong đó có sẽ những bạn nam, thì không biết là anh có thông cảm chuyện đó không? Không, không sao cả. Quan trọng là khi mình đã có cảm với nhau thì em phải tin tưởng em chứ. Tại bởi vì anh cũng sẽ có những mối quan hệ, cũng có những bạn, cũng có những cuộc xã giao như nọ, thì cũng sẽ có nam và nữ ấy. Thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Ví dụ như khi mà hai đứa tiến rồi, sẽ tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Không, không có nói trước cái đó được nha. Thật sự cái đó là không nói trước được đó. Ở trên sân khấu này nói cái gì là mai mốt xuống sân khấu là phải làm y chang như vậy nha, cho nên đừng có nói trước nha. Trai người ta hứa cái gì là chắc chắn mà mối ơi. Em được một cái là nói được làm được. Đúng rồi. Thật ra vậy nè, mấy cái chuyện mà những cái ngày kỷ niệm á, đối với chị á nha,